Ngày 18 tháng 4, dưới sự chủ trì của Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cụm thi đua số 1 Công an tỉnh gồm Công an 9 phòng ban tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Hưởng ứng phương châm hành động toàn lực lượng, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả, đại diện lãnh đạo Công an 9 phòng ban Công an tỉnh An Giang đã thông qua quy chế làm việc của cụm, tập trung thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022 với các nội dung chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng, các thành viên trong cụm đã thống nhất đề ra biện pháp đổi mới hình thức thi đua, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chủ trương biện pháp thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.